tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 21 tháng 4 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Có phải Thủ tướng Trudeau đã từng chửi thề tại quốc hội? Thành viên của đảng bảo thủ cáo buộc như vậy trong một cuộc tranh luận gây gắt tại Hạ Việt. Canada có thể bị kéo vào cuộc tranh chấp của Hoa Kỳ về luật phá thai. Các đảng đưa ra kế hoạch cho xa lộ 43 trước cuộc bầu cử. Một tài xế xe buýt chở học sinh đã bị treo bằng lái vì đi với tốc độ 106 km h khi có trẻ em trên xe. Nga phát động cuộc tấn công lớn vào nhà máy thép Mariupol tại Ukraine. Hoa Kỳ tăng lãi suất lớn nhất trong 22 năm Bắc Kinh đóng cửa 60 ga tàu điện ngầm để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Nghiên cứu mới cho thấy mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể khiến cho não già đi 20 tuổi hoặc là mất đi 10 điểm IQ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có diễn văn ở Washington DC thăm San Francisco. Tuấn Liệp và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu yêu thích chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho những người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Canada có thể bị kéo vào cuộc tranh chấp của Hoa Kỳ về luật pháp thai. Các dự thảo có thể thay đổi, nhưng có khả năng các thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ chờ trước khi đưa ra quyết định về vụ kiện Roe và Wade. Trong khi đó thì Canada có thể bị kéo vào cuộc hỗn loạn về luật phát thai của Mỹ theo một số cách. Rachel Ripoche là quyền hiệu trưởng của trường luật Beasley tại Đại học Temple của Philadelphia cho biết tình trạng hiện tại sẽ buộc các bang chống lại nhau và các luật chống lại nhau theo cách chưa từng thấy kể từ thời nội chiến. 13 tiểu bang có cái gọi là luật kích hoạt mà sẽ hình sự hóa việc phát thai vào thời điểm lệnh cấm không còn là luật liên bang. 13 tiểu bang khác được cho là có khả năng sẽ làm theo sau này. Một số tiểu bang có luật kích hoạt nằm trên biên giới Canada-Hoa Kỳ. Luật kích hoạt thật sự chẳng hạn như của Mississippi mới được thông qua gần đây, nhưng một đạo luật có hiệu lực tức thì nhất ở biên giới đã hơn 90 năm tuổi. Michigan đã thông qua một lệnh cấm phá thai vào năm 1931. Đạo luật 328 và đạo luật đó chỉ bị vô hiệu hóa vì lệnh cấm phá thai sau vụ kiện của Roe và Wade. Nguy cơ xảy ra trở ngại quốc tế Cư dân Michigan tìm cách phá thai có thể sẽ sang Illinois trước, nhưng đối với một phụ nữ ở Detroit thì Windsor có thể gần hơn. Chi phí phá thai trung bình ở Canada cũng thấp hơn một chút so với nhiều bang của Hoa Kỳ. Theo Robert Curie, là một chuyên gia về luật hình sự xuyên quốc gia tại Đại học Dalhousie ở Halifax, ông nói rằng tôi nghĩ chắc chắn có khả năng mọi người sẽ sang canada để tránh bị truy tố hình sự vì đã phá thai hoặc là để có thể phá thai giống như tỉnh bang ontario phần lớn miền tây canada có khả năng sẽ nằm sát các tiểu bang hạn chế phá thai north dakota và idaho đã có luật kích hoạt đang chờ có hiệu lực bang ủng hộ đảng Cộng hòa Montana với truyền thống tự do của mình đã đi ngược lại xu hướng của các bang khác do đảng Cộng hòa kiểm soát. Nhân quyền truy cập các dịch vụ phá thai cũng không hề an toàn. Một số người Mỹ tìm kiếm dịch vụ phá thai có thể nhận thấy rằng họ ở gần các cơ sở của Canada hơn nhiều so với các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Hoa Kỳ. Các lệnh cấm cũng có thể là trở ngại đối với những người phụ nữ Canada muốn đến Hoa Kỳ để phá thai muộn Mặc dù điều này không bị cấm ở Canada nhưng cũng không có nơi nào cung cấp dịch vụ này. Liên quan đến dịch bệnh Covid-19, những người mà đang mang thai chưa tiêm chủng dễ bị mắc bệnh nghiêm trọng bởi Covid-19. Đối với những người Canada đang mang thai trong thời kỳ đại dịch, những người mà đã được chủng ngừa Covid-19 ít bị các kết quả nghiêm trọng hơn là những người không chủng ngừa, theo một nghiên cứu mới được công bố trong tuần này. Nghiên cứu của Đại học tỉnh BC và được xuất bản bởi tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, đã kiểm tra hơn 6.000 trường hợp nhiễm COVID-19 ở những người Canada mang thai trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Tiến sĩ Deborah Money, người đứng đầu tổ chức CanCovidPreg của Đại học British Columbia cho biết, những người mang thai nhiễm COVID-19 có nhiều khả năng có kết quả xấu hơn những người bị nhiễm nhưng không mang thai. Hơn nữa thì kết quả mang thai đối với những người đang mang thai bị nhiễm bệnh cũng tồi tệ hơn những người không bị nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người mang thai có nguy cơ phải nhập viện cao hơn 2,65 lần và khả năng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt là cao hơn 5,46 lần so với những người không mang thai. Họ cũng phát hiện ra tỷ lệ sinh non ở phụ nữ bị nhiễm COVID-19 là cao hơn. Nghiên cứu cũng khẳng định rằng, những người được chủng ngừa vẫn có thể bị nhiễm bệnh, nhưng vaccine sẽ giúp bảo vệ họ khỏi những bệnh nguy hiểm. liên quan đến môi trường lưới điện của canada sẽ cần những thay đổi đáng kể để giúp đạt được mục tiêu không phát thải theo một báo cáo mới canada sẽ cần phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với hệ thống điện của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng một phần là do mức tiêu thụ của các loại xe điện báo cáo do viện khí hậu canada công bố hôm thứ tư cho biết cần có những thay đổi đáng kể đối với tất cả khía cạnh của hệ thống phát và phân phối điện cấp tỉnh và vùng lãnh thổ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Nếu không thì có thể có những hậu quả khác nhau từ việc không đạt được các mục tiêu về khí hậu của chúng ta cho đến hiện tượng sụt giảm điện. Chính phủ tự do đã cam kết điều chỉnh hệ thống điện của Canada để phù hợp với các mục tiêu khí hậu của đất nước. Nhưng như các cảnh báo khác, trong tương lai sẽ cần nhiều công suất phát điện hơn để vừa thay thế quy trình sản xuất nhiên liệu hóa thạch hiện tại vừa để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong khi vẫn đạt được các mục tiêu phát thải bằng không, chính phủ liên bang đã đặt ra thời hạn cuối cùng là năm 2035 để đạt được mục tiêu sản xuất điện không phát thải. Tất cả các doanh số bán xa hơi mới sẽ phải không phát thải vào cùng thời điểm đó. Báo cáo của viện dựa trên nhiều nghiên cứu cho thấy hệ thống điện sẽ cần tăng gấp đôi hoặc là gấp ba công suất vào năm 2050. Khoảng 75% điện năng bổ sung đó sẽ cần đến từ gió và năng lượng mặt trời nếu Canada muốn đáp ứng các mục tiêu khí hậu của mình. Nhưng không chỉ bằng tăng lượng điện, báo cáo cũng cho thấy hệ thống điện của Canada sẽ cần nhiều pin dự trữ hơn và đủ nhanh nhẹn để điều chỉnh theo nhu cầu khi cả phương tiện giao thông và nhiều hệ thống sưởi ấm gia đình chuyển sang sử dụng điện. Các đảng đưa ra kế hoạch cho xa lộ 43 trước cuộc bầu cử các kế hoạch đấu thầu cho xa lộ 43 gây tranh cãi trở thành trung tâm của chiến dịch tranh cử hôm thứ Tư khi cuộc tổng tuyển cử lần thứ 43 của Ontario chính thức diễn ra. Lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiếng Dotford bắt đầu chiến dịch với việc dừng chân tại một công trường xây dựng ở Brampton và ông lặp lại lời hứa sẽ xây dựng xa lộ 43 nếu mà đảng của ông đắc cử. Xa lộ 43 sẽ chạy khoảng 60 km qua phần Tây Bắc của GTA từ xa lộ 400 ở rìa phía bắc của Vaughan đến điểm giao cắt của các xa lộ 401 và 407 tại các giới hạn phía tây của Brampton và Mississauga. Trong khi đó, thì đảng PC dành 25 tỷ đô la trong 10 năm trong ngân sách trước bầu cử để thiên về cơ sở hạ tầng. Đảng này cho đến nay vẫn từ chối cung cấp ước tính về mức tiền mà những nộp thuế sẽ phải trả vào sáng nay, ông Ford một lần nữa đã tránh trả lời những câu hỏi về mức giá của đường cao tốc và nói rằng chính phủ PC sẽ có thể cung cấp một con số chính xác sau quá trình đấu thầu cạnh tranh. Phần lớn, nền tảng của đảng PC hướng tới những người lái xe với những lời hứa nhằm mục đích làm cho việc đi lại bằng xe dễ dàng hơn và rẻ hơn, đặc biệt là trong khu vực 905 gồm Hamilton và GTA. Các biện pháp bao gồm việc cắt giảm sử dụng đường cao tốc 412 và 418 bỏ phí gia hạn giấy phép và cam kết cắt giảm 5,3 cent một lít trên thuế xăng của các tỉnh trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, đối với đảng tự do, ông Stephen Del Duca sáng nay tuyên bố rằng nếu mà ông đắc cử, chính phủ của ông sẽ hủy bỏ xa lộ 413 một lần nữa và mãi mãi. Và thay vào đó, đảng tự do sẽ đầu tư 10 tỷ đô la, đó là chi phí ước tính của xa lộ 413 để xây dựng mới 200 trường công lập và sửa chữa nâng cấp 4.500 trường khác. 10 tỷ đô la này sẽ bổ sung cho 14 tỷ đô la tài trợ vốn được dành cho các trường học trong kế hoạch chi tiêu của tỉnh. Tính tới tháng 9 năm ngoái, tồn động sửa chữa trường học của Ontario ước tính lên tới 16,8 tỷ đô la. Ông Del Duca cho biết, quốc lộ 413 sẽ đi qua các vùng đất ngập nước và đất nông nghiệp có giá trị về mặt sinh thái và cũng sẽ không tiết kiệm nhiều thời gian cho người đi lại. Trong khi đó, nhà lãnh đạo của đảng NDP Andrea Hawa cũng cam kết sẽ hủy bỏ xa lộ 413 và Brentford Bypass. Bà Hawa cho biết điều quan trọng là phải chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Nhưng bà cũng nói rằng dự án quốc lộ 413 và Brentford Bypass đều là những dự án sai lầm và sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la của chính phủ. Bà cho rằng những dự án này sẽ chỉ đem lại những lợi ích cho ông dodd và tiền nên được đầu tư cho các dự án khác phát biểu tại bên ngoài công viên Queen's Park trước khi ra đường, bà Howard lặp lại thông điệp rằng đảng NDP là lựa chọn duy nhất cho những cử tri không hài lòng với nhiệm kỳ của ông Ford. Trong khi đó, lãnh đạo của đảng Sun, Mike Schreiner, đã bắt đầu giai đoạn tranh cử bằng một cuộc tụ tập ở Toronto. Ông Schreiner sẽ tham gia chiến dịch bằng xe điện Hyundai Ioniq 5. có phải là Thủ tướng Justin Trudeau có chửi thề ở Quốc hội, thành viên của đảng bảo thủ cáo buộc như vậy trong một cuộc tranh luận gây gắt tại Hạ viện. Các thành viên của đảng bảo thủ Quốc hội cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau đã chửi thề trong một cuộc trao đổi gây gắt tại Hạ viện hôm thứ Tư. Đảng này nói rằng Thủ tướng Trudeau đã thốt ra tư ác gồm 6 chữ cái trong lúc tranh luận với nhà phê bình quốc phòng Carolyn Finley về một máy bay quân sự đã bay qua bầu trời Ottawa trong lúc đoàn xe tự do biểu tình. Bây giờ chúng tôi đã biết rằng các lực lượng đặc biệt của Canada đang vận hành máy bài giám sát. Tôi chắc chắn rằng họ đang được huấn luyện đã bài qua bầu trời Ottawa trong cuộc biểu tình của những người lái xe tải vào tháng 2. Và làm thế nào Thủ tướng có thể biện minh cho việc sử dụng tài sản quân sự để khảo sát người dân Canada? Phi Linh hỏi. Đáp lại, Thủ tướng nói, những gì mà thành viên đối diện vừa tham gia vào rất nguy hiểm gần với thông tin sai lệch. Thông tin sai lệch và được thiết kế để làm giấy lên nỗi sợ hãi và các thuyết âm mưu xung quanh những gì đã xảy ra vài tháng trước. Và rồi, bạn không thể nghe hoặc là nhìn thấy những gì Thủ tướng nói trên nguồn cấp dữ liệu video của Hạ viện sau khi trả lời câu hỏi. Nhưng nghị sĩ của đảng bảo thủ John Palo sau đó đã đứng lên yêu cầu Thủ tướng xin lỗi vì ngôn ngữ mà ông đã sử dụng. Phó Chủ tịch Hạ viện Chris Don Tremont nói rằng ông không nghe thấy những gì Thủ tướng nói. Các nghị sĩ của đảng bảo thủ đã yêu cầu tham khảo các bản ghi cuộc tranh luận và cáo buộc thủ tướng đã thốt ra từ chửi thề F. Nghị viện có các quy tắc cấm các thành viên sử dụng ngôn từ không đúng. Người dân ở Canada chuyển qua các cửa hàng giảm giá khi mà lạm phát tăng cao. Nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất của Canada cho biết mọi người đang mua sắm hàng tạp hóa thường xuyên hơn nhưng mà họ mua ít hơn trong mỗi lần mua và đang chuyển dần sang các cửa hàng giảm giá khi mà hạn chế về đại dịch nới lỏng và lạm phát tăng cao công ty trách nhiệm hữu hạn Loblaw đã nhấn mạnh rằng người tiêu dùng đang ngày càng chú trọng về giá trị sản phẩm khi mà công ty này tăng cổ tức hàng quý và báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của họ tăng gần 40% so với một năm trước. Nhà bán lẻ tạp hóa và hiệu thuốc hôm thứ Tư cho biết bộ phận chiết khấu của họ bao gồm No và Maxi đã tăng trưởng mạnh trong quý, giai đoạn được đánh dấu bởi tỷ lệ lạm phát hàng năm cao nhất ở Canada trong hơn 30 năm. Người mua sắm cũng ngày càng chọn lọc những nhãn hiệu nội địa hoặc là nhãn hiệu riêng của công ty để tiết kiệm tiền mua hàng tạp hóa. Canada tìm cách phát triển chuỗi cung ứng xe điện, chuyển hướng sang xe hơi xanh hơn. Canada đang nói chuyện với một số công ty quan tâm đến việc thiết lập sản xuất trong chuỗi cung ứng xe điện EV khi mà chính phủ tìm cách giảm lượng khí thải carbon xuống zero vào năm 2050, và đóng một vai trò trong việc chuyển đổi qua các phương tiện xanh hơn. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp François-Philippe Champagne cho biết đã có những cuộc thảo luận rất tích cực với một số công ty để phát triển chuỗi cung ứng xe điện. Ông Champagne không nêu tên các công ty, chỉ nói là ông đã nói chuyện với đại diện của Volkswagen vào tuần trước và gần đây đã nói chuyện với giám đốc điều hành của các công ty ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Canada đang thúc giục các nhà sản xuất và chế biến khoáng sản quan trọng mở rộng quy mô sản xuất. Canada đã đầu tư vào các dự án xe điện thông qua một quỹ nhiều tỷ đô la được thành lập vào năm 2020 và cũng đã cam kết 3,8 tỷ đô la trong 8 năm để giúp thúc đẩy sản xuất và chế biến các khoáng chất quan trọng được sử dụng cho xe điện. Canada và Hoa Kỳ muốn tất cả các doanh số bán xe chở khách phải là các xe không phát thải vào năm 2035. Một cuộc đột nhập từ mái nhà để trộm kim cương bằng cách khoét lỗ trong các sắt ở cửa hàng trang sức ở thành phố Vaughan. Cảnh sát đang truy lùng một nhóm trộm đã đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở thành phố Vaughan, tỉnh Ontario vào tháng trước, đã khoét một lỗ vào các sắt và tẩu thoát với nhiều viên kim cương. Đoạn video giám sát được công bố đã ghi lại những phút dẫn đến vụ trộm vào ngày 16 tháng 4, trong đó thì bốn người được nhìn thấy đang đi qua một bãi đậu xe trống hai người trong số họ mặc đồ đen và hai người khác cũng mặc áo vest phản quang. Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát khu vực York cho biết, 4 đến 5 người đàn ông đã vào cửa hàng từ mái nhà vào khoảng 8 giờ 50 tối. Các nhà điều tra hiện đang tìm kiếm bất kỳ nhân chứng nào có thể giúp nhận dạng những người đàn ông này. Hai chiếc xe bị tình nghi đã được xác định, một là Honda Odyssey mẫu cũ và một là Toyota CRV màu trắng mẫu mới hơn. Bệnh viện ở thủ đô Ottawa cảnh báo về thời gian chờ cấp cứu lâu hơn. Các quan chức tại bệnh viện Ottawa đang cảnh báo về thời gian chờ đợi lâu hơn bình thường tại khoa cấp cứu do dịch Covid-19 bùng phát và tình trạng thiếu nhân sự. Nguồn lực tại các bệnh viện trên khắp Ontario tiếp tục bị quá tải do các trường hợp nghỉ làm vì đại dịch và tình trạng thiếu nhân sự. Thông báo của bệnh viện cho biết, những người cần cấp cứu nên tiếp tục đến khoa cấp cứu, nhưng một số bệnh nhân có thể phải chờ đợi lâu hơn bình thường. Cũng tại thành phố Ottawa, một tài xế xe bus chở học sinh đi với tốc độ 106 km/h khi có trẻ em trên xe đã bị treo bằng lái. Một tài xế xe bus của trường học ở Ottawa Valley đang phải đối mặt với cáo buộc lái xe nguy hiểm. Sau khi cảnh sát cho biết, người tài xế này đã lái xe quá tốc độ cho phép 40 km/h khi chở trẻ em trên xe. Người lái xe đã di chuyển với vận tốc 106 km/h trong vùng mà có mức giới hạn là 60 km một giờ vào khoảng 4:30 giờ 30 chiều hôm thứ Ba trên đường Mixburg ở Laurentian Valley Township. Bằng lái của tài xế xe bus 54 tuổi này đã bị treo trong 30 ngày và xe bus của trường đã bị kéo và tạm giữ trong 2 tuần. Phương tiện di chuyển thay thế đã được sắp xếp cho các học sinh ở trên xe bus. Người lái xe bus bị buộc tội đua xe và chạy quá tốc độ theo luật giao thông đường cao tốc người tài xế này đã được ban hành một lệnh triệu tập để có mặt tại tòa án tội phạm tỉnh Pembroke. Giá xăng tại Ottawa đạt mức cao kỷ lục mới. Các tài xế tại Ottawa đang phải trả mức giá kỷ lục tại một số trạm xăng vào ngày hôm nay và giá sẽ còn tăng cao hơn nữa vào cuối tuần. Giá xăng đã tăng 4 xu một lít tại các trạm trên khắp Ottawa và miền nam Ontario vào sáng thứ Tư lên mức trung bình là 190,9 xu một lít. Một số trạm tại Ottawa đang bán xăng với giá 191,9 xu một lít. Giá dự kiến sẽ giảm một xu một lít vào ngày thứ Năm trước khi tăng thêm 5 cent vào ngày thứ Sáu. Các chuyên gia cho rằng giá xăng ở đây có thể tăng lên 2 đô la một lít vào cuối tháng Năm. Theo OttawaGasPrice.com, giá xăng trung bình ở Ottawa là 1,24 đô la một lít vào một năm trước và chỉ có 79 xu một lít vào ngày 4 tháng 5 của năm 2020. Ở bờ Tây, tình trạng giá xăng cũng tương tự. Các tài xế ở khu vực Vancouver lại phải trả giá xăng gần mức cao kỷ lục. Giá xăng ở khu vực Vancouver lại tăng lên 2 đô la với một số trạm thu giá gần kỷ lục giá quảng cáo tại một số trạm xăng bao gồm ở Port Moody và Coquitlam đã lên tới 211,9 xe một lít vào sáng thứ tư. Với đà này thì giá xăng hoàn toàn có thể phá kỷ lục ở khu vực này lên tới 214,9 xe một lít. Trong khi những người Canada xa hơn về phía đông đã phàn nàn về chi phí ở các thành phố của họ, các tài xế ở tỉnh PC vẫn đang phải trả nhiều tiền nhất. Ngoài trừ cư dân ở Newfoundland và Labrador, nơi mà mức giá trung bình là từ 204,6 cho tới 210,8 cho toàn tỉnh. Tuy nhiên dữ liệu của gasbuddy.com cho thấy trên toàn quốc, giá trung bình ở Metro Vancouver và Sunshine Coast là cao nhất ở mức 207,6 và 209,9. Một cụ giáo viên ở miền Bắc Alberta bị cáo buộc quay lén học sinh trong phòng thai đồ trong nhiều năm một người đàn ông bị cáo buộc quay phim hơn 10 học sinh trong phòng thai đồ của trường ở miền Bắc Alberta. Đơn vị chống xâm phạm trẻ em trên Internet của Alert đã công bố cáo buộc chống lại James Neal Morrison, 34 tuổi vào hôm thứ Tư. Ông này đã làm việc tại trường trung học cơ sở Assumption thuộc phương hiệu trường công giáo Lakeland. Ông Morrison ban đầu bị bắt vào tháng 4 năm 2021 sau cuộc điều tra của RCMP tại địa phương về một đơn khiếu nại tương tự. Khi tiếp quản hồ sơ, Alert đã tìm thấy thêm 10 nạn nhân trong quá trình phân tích đối với máy tính và thiết bị điện tử của Morrison. Các nhà điều tra cho biết các hành vi phạm tội có từ năm 2013. Bốn người bị buộc tội trong cuộc điều tra buôn bán ma túy ở Calgary và Edmonton. Cảnh sát Calgary cho biết một lượng ma túy đáng kể đã bị thu giữ và bốn người đã bị buộc tội. Sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng nhằm vào những kẻ buôn người ở cả thành phố Calgary và Edmonton. Cuộc điều tra lên đến đỉnh điểm với việc khám xét hai ngôi nhà và một số phương tiện ở cả hai thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3. Ở Calgary, những ngôi nhà này được khám xét nằm trong khu 100 của 24 Avenue Southwest và khu 1.100 của 11 Street Southwest. Cảnh sát cho biết lượng methamphetamine, fentanyl và cocaine bị thu giữ có giá trị khoảng 380.000 đô la. Các viên chức cũng tịch thu hơn 22.000 tiền mặt. Bốn người đã bị buộc ba tội danh tàng trữ chất bị kiểm soát nhằm mục đích buôn bán và sản xuất chất bị kiểm soát. Về tình hình lũ lụt tại tỉnh bang Manitoba. Thêm nhiều ngôi nhà bị ngập, nhiều người rời khỏi Packers First Nation. Khoảng 200 người nữa đã rời Packers First Nation vào hôm thứ Tư và hàng chục công nhân đã đổ vào cộng đồng khi nước lũ tiếp tục đe dọa khu vực này và các khu vực khác của tỉnh Manitoba do mực nước sông Fisher dâng cao hơn. Cảnh sát cho biết có khoảng 700 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng. Hơn 1.400 người đã rời khỏi cộng đồng có 3.500 người kể từ thứ Bảy. Hầu hết họ đang ở tại Winnipeg khoảng 160 km về phía nam. Nhiều khu vực của tỉnh đang phải đối phó với tình trạng nước dâng cao sau trận tuyết rơi mùa đông dày đặc và ba cơn bão mùa xuân trong nhiều tuần. Tại Winnipeg và thung lũng sông Hồng, Red River, nước dự kiến sẽ dâng cao trong tuần tới. Ở một số khu vực, sông đã phát triển thành hồ bao phủ các con đường nông thôn và đất nông nghiệp. Không giống như khu vực Packers, các cộng đồng ở thung lũng sông Hồng được bảo vệ bởi các con đê và kênh chuyển hướng cho phép nhà cửa và các cơ sở kinh doanh luôn khô ráo. Microsoft mở trụ sở mới ở Toronto đặt cược đầu tư vào Canada Microsoft đã chính thức khai trương trụ sở mới tại Canada tọa lạc ngay trung tâm Toronto của tỉnh Ontario. Trụ sở mới của Microsoft là một văn phòng hiện đại rộng 132.000 foot vuông, nó nằm ở 81 Bay Street trong khu phức hợp văn phòng CIBC Square. Thị trưởng Toronto John Tory đã tham gia cùng công ty tổ chức lễ khai trương. Microsoft cho biết họ kết hợp các thiết kế để tương tác với cộng đồng và hỗ trợ nền văn hóa kết hợp hòa nhập của Microsoft. Công ty này có không gian dựa trên nhóm, kết hợp công nghệ sáng tạo với không gian làm việc hợp tác, trao quyền cho nhân viên trụ sở chính của Microsoft có trung tâm giám sát và trung tâm xuất sắc về đổi mới dữ liệu đầu tiên. Công ty giải thích rằng họ cho phép các chuyên gia của công ty cùng làm việc với khách hàng và đối tác để cải cách về dữ liệu tiên tiến. Trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp công nghệ thực tế hỗn hợp. Trụ sở mới đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp địa phương, sinh viên và các tổ chức cộng đồng trong khu vực đại đô thị Toronto và trên khắp Canada. Nghiên cứu của EY nói rằng Microsoft và hệ sinh thái của họ đóng góp hơn 37 tỷ đô la vào tổng sản phẩm quốc nội GDP của Canada. Hệ sinh thái của Microsoft bao gồm hơn 15.000 đối tác và gồm 300.000 việc làm ở Canada. Microsoft cũng hỗ trợ 30 dự án trị giá 190 triệu đô la. Năm 2021, thì công ty Microsoft này đã quyên góp hơn 125 triệu đô la tiền mặt, phần mềm và dịch vụ công nghệ cho các tổ chức vì lợi nhuận. như về tình hình COVID ở Canada, tính tới tối ngày 4 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 9.883 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.771.460 ca. Có thêm 3.464 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay thì có 260.868 ca còn bệnh và có thêm 130 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 39.481 tính đến nay cho đến nay đã có hơn 84,1 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 33,2 triệu người hay là hơn 86,9% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 81,8% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 91,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,1% đã tiêm hai liều. Hơn 48,4% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường, trên 18,5% mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Ontario đã báo cáo có 2.488 ca bệnh mới. Khi bác thì các quan chức y tế đã công bố là có 1.630 ca nhiễm mới, cũng như 30 ca tử vong mới. Opera, từ ngày 26 tháng 4 cho tới ngày 2 tháng 5, tỉnh đã báo cáo tổng cộng có 5.735 ca nhiễm mới và 69 ca tử vong. Yukon thì có 11 ca bệnh mới trong vùng. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. nhà phát động cuộc tấn công lớn vào nhà máy thép Mariupol tại Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Blinken dương tính với Covid-19. Mỹ tăng lãi suất lớn nhất trong 22 năm. Hoa Kỳ cấp lại thị thực ở Cuba sau 4 năm 97% dân số Afghanistan hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Bắc Kinh đóng cửa 60 ga tàu điện ngầm để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Nghiên cứu mới cho thấy, mắc Covid-19 nghiêm trọng có thể khiến cho não bộ già đi 20 tuổi hoặc là mất đi 10 điểm IQ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có diễn văn ở Washington DC và đến thăm San Francisco xe tải chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Và nhiều bản tin tức thế giới đang chú ý khác, mời quý vị chú ý theo dõi. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, trong diễn biến cuộc chiến tại Ukraine, Nga phát động cuộc tấn công lớn vào nhà máy thép Mariupol ở Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào các nhà máy thép Azovstal nơi đóng quân cuối cùng của Ukraine ở thành phố Mariupol. Các lực lượng Ukraine bên trong nhà máy đã phải chiến đấu với trận chiến đẫm máu khó khăn trong ngày thứ hai, chỉ huy trung đoàn Azov cho biết. Các lực lượng Nga được cho là đã tiến vào lãnh thổ của nhà máy sau nhiều ngày liên tục tấn công. Vẫn còn khoảng 200 thường dân được cho là đang trú ẩn bên trong nhà máy, bao gồm cả trẻ em. Trong một tin nhắn video ngắn được đăng lên Telegram, chỉ huy Azov là Denis Coco nói, tôi tự hào về những người lính của mình, những người đang nỗ lực siêu phàm để kiềm chế sức ép của kẻ thù. Tình hình vô cùng khó khăn. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp cứu sống những người còn lại ở đó. Mọi người đều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của bạn trong việc cứu họ, ông Zelensky nói với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 300 dân thường từ thành phố Đông Nam Mariupol bị bao vây và bốn thị trấn khác đã được di tản đến Zaporizhia do Ukraine nắm giữ. Trong một chiến dịch thành công thứ hai, nhằm đưa dân thường ra khỏi các khu vực bị Nga pháo kích và tấn công. Osnad Lubrani là người đứng đầu tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine cho biết, nhiều dân thường từ Mariupol, Manhush, Berdyansk, Tomak và Vasilivka đến hôm thứ Tư mà không có gì ngoài quần áo họ đang mặc và hiện đang được hỗ trợ nhân đạo. Cô ấy nói rằng họ cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tâm lý rất cần thiết. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết có 344 người được di tản hôm thứ Tư cùng với hơn 150 người đã được di tản hồi đầu tuần từ các bon kê bên dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. 600 người được cho là đã chết trong vụ đánh bom nhà hát Mariupol theo một cuộc điều tra của hãng tin AP, bằng chứng cho thấy gần 600 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga nhằm vào nhà hát kịch Mariupol hôm 16 tháng 3 đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Tổng số người chết do hãng tin này cung cấp đã cao gấp đôi so với ước tính của chính quyền thành phố. Đánh dấu cuộc tấn công được biết đến là đẫm máu nhất nhằm vào dân thường trong chiến tranh. Hãng tin AP cho biết, các nhà báo của họ đã dựa trên lời kể của 23 người sống sót những người cứu hộ và những người quen thuộc với nơi trú ẩn. Hầu hết các nhân chứng cho biết, có khoảng 1.000 người có mặt trong rạp hát vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Tổng thống Zelensky cảnh báo những người tin tưởng Nga. Ông nói, một ngày bạn thức dậy và thấy một tên lửa đang bay về phía mình. Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đã ngăn chặn bước tiến quân sự của Nga và sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình cho phép quân đội Nga ở lại nước này. Phát biểu từ xa tại hội nghị thượng đỉnh, hội đồng giám đốc điều hành của Wall Street Journal ở London, Tổng thống Zelensky cho biết, ở một số khu vực, quân đội của ông đang tiến lên phía trước và ở những khu vực khác thì họ đang giữ vững vị trí của mình, trong khi chờ đợi thiết bị quân sự cần thiết để tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông muốn đẩy lực lượng Nga trở lại vị trí của họ trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 và sau đó muốn sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2014. Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo các nhà điều hành tại hội nghị thượng đỉnh rằng Nga không thể có được sự tin tưởng từ các doanh nghiệp vì nước này cũng đã không có được sự tin tưởng từ các nước khác. Trong khi đó, Ngũ Giác Đài cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ rút kinh nghiệm từ những sai sót chiến thuật các nhà lãnh đạo cao nhất của ngũ giác đài Pentagon đã cảnh báo quốc hội rằng quân đội Nga đang học hỏi từ những sai lầm của mình khi cuộc chiến chuyển sang một giai đoạn mới và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách Mỹ hỗ trợ cho Ukraine. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết các lực lượng Ukraine sẽ cần nhiều xa tăng và phương tiện cơ giới hơn khi giao tranh ngày càng thắt chặt ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Trong khi đó, người tị nạn Ukraine chờ đợi ở Mexico City, hy vọng được nhập cảnh vào Mỹ. Hàng trăm người tị nạn Ukraine đã chạy đến thủ đô của Mexico với hy vọng điểm đến tiếp theo của họ là ở Hoa Kỳ. Khoảng 500 người Ukraine đã chờ đợi trong một trại tị nạn ở Mexico City hôm thứ ba, ước tính có 50 đến 100 người khác đến mỗi ngày. Trại tị nạn được dựng lên với những chiếc lều lớn trên một cánh đồng đầy bụi, mới chỉ mở cửa được một tuần. Hơn 5 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga xâm lược. Vào tháng 3, Hoa Kỳ đã cam kết tiếp nhận 100.000 người Ukraine và các cá nhân đã phải di dời do chiến tranh. Tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Johnson sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản để củng cố quan hệ quốc phòng và thương mại. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hợp thứ Năm để tăng cường hợp tác quốc phòng và thương mại. Động thái này là một phần trong chính sách hậu Brexit của Anh nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào các biện pháp gây áp lực lên Tổng thống Putin về cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đồng ý một thỏa thuận quốc phòng về mặt nguyên tắc, cho phép các lực lượng Anh và Nhật Bản hợp tác với nhau Thủ tướng Johnson sẽ công bố thỏa thuận tiếp cận qua lại như một quan hệ đối tác quốc phòng mang tính bước ngoặt. Trong đó, các lực lượng quân sự của Anh và Nhật Bản sẽ cùng nhau triển khai để thực hiện các hoạt động huấn luyện, tập trận chung và cứu trợ thảm họa. Kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Johnson đã mở rộng ảnh hưởng của nước Anh giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mô tả rằng Nước Anh ngay càng trở thành trung tâm địa chính trị của thế giới. Quốc gia này hiện cũng đang đặt mục tiêu tham gia hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương mà Nhật Bản là thành viên và đồng thời chịu trách nhiệm giám sát đơn xin gia nhập của Anh. Tại Hoa Kỳ, ngoại trưởng Blinken đã dương tính với COVID-19. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ tư theo một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Blinken chỉ trải qua các triệu chứng nhẹ vì ông đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như đã nhận được mũi tiêm tăng cường. Ngoại trưởng Blinken sẽ làm việc trực tuyến trong một tuần theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ trước khi ông tiếp tục nhiệm vụ một cách trực tiếp và thực hiện các chuyến thăm của mình. Hoa Kỳ tăng lãi suất lớn nhất trong 22 năm Cơ hàng Trung ương Hoa Kỳ đã công bố được tăng lãi suất lớn nhất trong hơn 2 thập kỷ khi họ tăng cường cuộc chiến chống lạm phát. Cục dự trữ liên bang cho biết họ đã nâng lãi suất chuẩn lên nửa điểm phần trăm, lên phạm vi từ 0,75% đến 1% sau một mức tăng nhỏ hơn vào tháng 3. Do lạm phát của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 40 năm, lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm nữa. Nỗ lực mới này nhằm kiềm chế chi phí tăng cao của các hộ gia đình trên khắp thế giới đang phải đối mặt. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ hôm thứ Tư đã thông báo bất ngờ tăng lãi suất chuẩn, trong khi Ngân hàng Trung ương của Úc gần đây cũng đã ban hành đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Ngân hàng Trung ương Anh cũng dự kiến sẽ tăng lãi suất vào ngày thứ Năm, đây sẽ là lần tăng thứ Tư kể từ tháng 12. Nhưng hành động của họ cũng có nguy cơ gây ra sự suy giảm kinh tế rõ rệt, đặc biệt là khi những thách thức mới xuất hiện, chẳng hạn như cuộc chiến tranh tại Ukraine và sự đóng cửa gần đây của Trung Quốc do COVID-19. Lạm phát ở Hoa Kỳ đạt 8,5% vào tháng 3, tỷ lệ hàng năm cao nhất kể từ năm 1981 do chi phí lương thực và năng lượng tăng nhanh. Còn số này cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng và đã trở thành một vấn đề chính trị ngày càng gia tăng đối với Tổng thống Joe Biden. lầu nông góp tạm dừng đốt hóa chất vĩnh viễn. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tạm thời ngưng đốt các chất hóa học vĩnh viễn cho đến khi chính thức ban hành hướng dẫn về cách xử lý các hóa chất này. Trong bản ghi nhớ có từ tuần trước, ông Paul Kramer, trợ lý bộ trưởng quốc phòng và năng lượng, lắp đặt vào môi trường, cho biết quân đội sẽ ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc đốt một số loại hóa chất được gọi là PFAS hoặc là các chất có tên gọi bắt đầu bằng PER và polyfluoroalkyl. PFAS đề cập đến một nhóm hóa chất, một số trong đó có liên quan đến bệnh ung thư và các bệnh khác. Chúng đã được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm gia dụng như là quần áo chống thấm nước, chảo chống dính và trong bọt chữa cháy quân sự. PFAS đôi khi được gọi là hóa chất vĩnh viễn vì chúng có xu hướng tồn tại cả trong cơ thể con người và môi trường. Việc tạm dân mới diễn ra sau khi đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2022 yêu cầu Bộ Quốc phòng ngừng đốt các hóa chất PFAS cho đến khi thực hiện hướng dẫn về tiêu hủy và xử lý hóa chất. Hoa Kỳ cấp lại thị thực ở Cuba sau 4 năm. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana đã bắt đầu có một số lượng nhỏ thị thực nhập cư cho người Cuba trong tuần này sau 4 năm gián đoạn. Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh nhân viên đại sứ quán vào năm 2017 sau một loạt các vụ bất thường liên quan tới sức khỏe được gọi là hội chứng Havana. Thay vào đó, những người Cuba tìm cách nhập cư đã được hướng dẫn đến nộp đơn xin thị thực trực tiếp tại các sứ quán Hoa Kỳ ở Colombia và sau đó là ở Guyana. Hoa Kỳ cho biết việc mở lại đại sứ quán và cấp thị thực ở Havana là một bước đi nhằm bảo đảm một cuộc di cư an toàn và có trật tự hơn. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng di cư bất ổn định đối với Cuba bằng cách thắt chặt các biện pháp trừng phạt thời chiến tranh lạnh để gây khó khăn kinh tế trên hòn đảo. Đồng thời, không thực hiện cam kết cấp 20.000 thị thực hàng năm cho công nhân Cuba muốn nhập cư. 97% dân số Afghanistan hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Hàng triệu người Afghanistan hiện đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực dữ dội sau khi Taliban tiếp quản vào tháng 8. Khi người hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức lễ Eid, các chuyên gia nói rằng đối với hầu hết người Afghanistan, việc bày thức ăn lên bàn chỉ đơn giản là một ngày đấu tranh khác. Theo Liên Hiệp Quốc, 97% người Afghanistan đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực. Sau khi Taliban tiếp quản vào tháng 8, hầu hết viện trợ của phương Tây đã bị ngừng lại. Các bệnh viện và trường học không thể trả lương cho nhân viên của họ và nhiều người không thể mua thực phẩm, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng vốn đã nghiêm trọng. Trong vài tháng qua, Afghanistan đã hứng chịu hàng loạt vụ đánh bom chết người, mức độ bạo động gia tăng đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng lương thực. Theo chương trình lương thực thế giới của Liên hiệp quốc, hơn 22 triệu người tức hơn một nửa dân số của đất nước đang bị đói cấp tính, với phần lớn không thể dự đoán khi nào thì bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến. Hơn 14 triệu người đang ở trên bờ vực trở nên đói. Theo nhóm, 97% dân số không có đủ thực phẩm để ăn trong tháng 12 và họ đang áp dụng các cách để đối phó với hoàn cảnh của mình, chẳng hạn như là bỏ bữa ăn. Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ khi một trận hạn hán tấn công Afghanistan vào tháng 10 năm 2020. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 40% tổng số cây trồng bị mất trắng và gia súc bị tàn phá do thời tiết khắc nghiệt. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã tiếp cận 376.139 người ở Kabul vào tháng 3 năm 2022 để được hỗ trợ tài chính và lương thực. Với những con số mới nhất về những người được hỗ trợ ở lễ AIS vẫn đang được thống kê. Chính phủ do Taliban kiểm soát đã bị cắt đứt khỏi nền kinh tế quốc tế kể từ khi Kabul thất thủ vào tháng 8 và sự ra đi của các binh sĩ Mỹ dẫn đến khủng hoảng tiền tệ, nghèo đói lan rộng và sự sụp đổ của các dịch vụ công quan trọng bao gồm chăm sóc sức khỏe. Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện từ Canada chẳng hạn như là Penny Appeal Canada và Muslim Relief Canada đã thiết lập các ổ lương thực cùng với các sáng kiến cụ thể trong tháng Ramadan để cứu trợ ở Afghanistan. Vào giữa tháng 1, Liên hiệp quốc và các đối tác đã tìm kiếm hơn 5 tỷ đô la Mỹ cho năm nay để viện trợ. Vào tháng 12 năm 2021, Canada đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp 56 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Afghanistan. Nhưng có những lo ngại rằng Afghanistan vẫn không nhận được đủ sự hỗ trợ từ quốc tế. liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm thứ tư đã đóng cửa 60 ga tàu điện ngầm như một biện pháp bổ sung chống lại sự lây lan của coronavirus. Cơ quan quản lý tàu điện ngầm Bắc Kinh trong một thông báo ngắn gọn chỉ nói rằng các ga tàu điện ngầm chủ yếu ở trung tâm thành phố đang bị đóng cửa như một phần của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Ngày dự kiến khôi phục lại dịch vụ này đã không được công bố. Việc đóng cửa tàu điện ngầm sẽ ảnh hưởng tương đối ít đến cuộc sống thành phố, nhất là khi Trung Quốc đang trải qua kỳ nghỉ lễ ngày quốc tế lao động trong tuần này. Bên cạnh đó thì nhiều người có công việc ở thủ đô 21 triệu dân gần như đã làm việc tại nhà. Bắc Kinh hôm thứ Tư chỉ ghi nhận 51 trường hợp mới, trong đó thì có 5 trường hợp không có triệu chứng. Tất cả các cơ sở kinh doanh trong khu vực đã đóng cửa, ngoại trừ các siêu thị và cửa hàng rau quả. Trong khi cách tiếp cận dịch bệnh ở Bắc Kinh tương đối nhẹ nhàng. Trung Quốc nhìn chung vẫn tuân theo chính sách zero covid, hết sức nghiêm ngặt, hạn chế việc đi lại của người dân, xét nghiệm toàn bộ các thành phố và thiết lập các cơ sở rộng lớn để cố gắng cách ly từng người bị nhiễm bệnh. Việc phong tỏa đã bắt đầu với các tòa nhà và khu vực lân cận nhưng sẽ được áp dụng trên toàn thành phố nếu virus lây lan rộng rãi. Điều đó đã gây ra sự gián đoạn nhiều nhất ở Thượng Hải, nơi các nhà chức trách đang dần nới lỏng các hạn chế đối với hầu hết 26 triệu cư dân của thành phố. Các hạn chế cứng nhắc và bị chê bai rộng rãi đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và viện trợ y tế, cùng với tác động lớn hơn đối với nền kinh tế quốc gia. Mặc dù điều đó có thể chỉ là tạm thời, những công dân tuyệt vọng, phẫn nộ đã đối đầu với chính quyền tại các chứng ngại vật và trên mạng xã hội Họ la hét từ cửa sổ, đập xoan nồi và chảo để thể hiện sự thất vọng và tức giận. Tổ chức WHO cho biết, có hai dòng biến thể phụ mới của Omicron đã gây ra làn sóng dịch bệnh gần đây ở Nam Phi. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Tư cho biết, hai dòng biến thể phụ của Omicron là nguyên nhân đứng sau sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 gần đây ở Nam Phi, theo tiến sĩ Tedro Ghebreyesus nói rằng, còn quá sớm để biết liệu các biến thể phụ BA.4 và BA.5 có gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn hay là không. Nhưng chúng là một dấu hiệu khác cho thấy đại dịch vẫn chưa chấm dứt với chúng ta. WHO đã bắt đầu theo dõi biến thể BA.4 và BA.5 vào giữa tháng 4. Chúng bổ sung cho các biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron đã được phát hiện trước đó theo WHO, Nam Phi đã báo cáo 2.650 trường hợp mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nhưng lại ghi nhận hơn 6.500 trường hợp mới vào ngày 1 tháng 5, với con số có xu hướng tăng lên. Mặc dù xuất hiện các dòng biến thể phụ mới, ông Ghibriusus đã báo cáo rằng các trường hợp COVID-19 đang tiếp tục giảm trên toàn cầu. Số ca tử vong hàng tuần cũng ở mức thấp nhất kể từ thời điểm bắt đầu đại dịch. Ông cho biết mục tiêu vẫn là tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số các quốc gia trên thế giới, đồng thời kêu gọi các quốc gia giải quyết tình trạng tắc nghẽn vaccine. Ông cũng lưu ý rằng, trong khi các nhà sản xuất vaccine đang công bố lợi nhuận kỷ lục, cơ quan này không thể chấp nhận mức giá khiến cho phương pháp điều trị có sẵn cho người giàu chứ không phải cho người nghèo. Ông đã kêu gọi sự chênh lệch là một sự thất bại về mặt đạo đức. Trong khi đó, ông cũng cho biết những thách thức về sức khỏe ở Ukraine đang ngày càng trở nên tồi tệ, đặc biệt là ở phía đông của đất nước, nơi chiến tranh ngày càng gia tăng. Cho đến nay, thì WHO đã xác định được 186 cuộc tấn công nhằm vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Ukraine. CEO của Tesla lục Quốc, hỏi Anh mời để thảo luận về thương vụ mua lại Twitter một ủy ban của Quốc hội Anh đang xem xét kỹ lưỡng dự thảo an toàn trực tuyến là mời Elon Musk thảo luận về kế hoạch mua lại Twitter và những thay đổi mà ông đề xuất cho nền tảng truyền thông xã hội này. Ủy ban kỹ thuật số của Quốc hội Anh hôm thứ Tư đã yêu cầu CEO Tesla cung cấp bằng chứng về các đề xuất của ông một cách sâu sắc hơn. Ông Musk cho biết còn quá sớm để ông đưa ra câu trả lời. Ông nói trong một email, Tôi rất vinh dự và cảm ơn quốc hội vì lời mời của họ, nhưng mà sẽ còn quá sớm để chấp nhận vào thời điểm này và vẫn chưa có một cuộc bỏ phiếu của cổ đông để thông qua thương vụ. Thời gian gần đây, Musk đã nói rằng ông muốn Twitter sẽ xác thật tất cả con người. Một đề xuất mơ hồ có thể liên quan tới mong muốn loại bỏ trang web của các tài khoản spam tự động. trong một diễn biến khác liên quan tới việc thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Elon Musk nói Twitter có thể sẽ tính phí đối với một số người dùng. CEO Tesla mới đây đã cho biết trong một dòng tweet rằng nền tảng này sẽ luôn miễn phí cho người dùng bình thường, nhưng mà có thể sẽ có một số chi phí nhỏ đối với người dùng thương mại và các nhân viên chính phủ. Đề xuất này đưa ra khi nhân viên của công ty và hàng triệu người dùng Twitter đang chờ đợi bất kỳ manh mối về việc tiếp quản của Musk sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền tảng mà ông đang tìm cách chuyển sang sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, những dòng thuyết của Musk vốn được biết là rất khó hiểu giữa việc công bố các bản cập nhật sản phẩm và chính sách tiềm năng của Twitter. Ông Musk đã đăng dòng thuyết nói đùa rằng ông đang mua Coca-Cola để đưa cocaine trở lại trong một dòng thuyết khác. Ông Musk cho biết ông cũng sẽ thay đổi Twitter bằng cách xóa ký tự W khỏi tên của nó. Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin này. Nghiên cứu mới cho thấy mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể khiến cho não bộ bị già đi 20 tuổi hoặc là mất đi 10 điểm IQ. Một nghiên cứu gần đây của Anh cho thấy những người bị nhiễm COVID-19 ở mức độ nghiêm trọng cho tới mức phải được chăm sóc đặc biệt sẽ phải chịu những tác động về nhận thức tương đương với việc não bộ sẽ bị già đi khoảng 20 tuổi hoặc là mất đi 10 điểm IQ. Một nghiên cứu tại Đại học Cambridge và Đại học Hoàng gia London và sự tham gia của 46 bệnh nhân COVID được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Cambridge từ tháng 3 cho tới tháng 6 năm 2020 theo đó thì các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tác động tinh thần của việc mắc Covid-19 ở mức nghiêm trọng trong 6 tháng sau đó có thể khiến cho não bộ già đi khoảng 20 tuổi, ở độ tuổi từ 50 cho tới 70 tuổi hoặc là tương đương với việc mất đi 10 điểm IQ. Những thay đổi cụ thể về tinh thần cũng có những khác biệt, cụ thể là bệnh sa sút trí tuệ sớm hoặc là não bộ bị lão hóa nói chung. Tuy nhiên các yếu tố như là bệnh tật nặng, căng thẳng mãn tính và tình trạng cô đơn Điều được biết là nguyên nhân góp phần làm tăng tốc độ lão hóa của não bộ. Một người đàn ông bị trói vào ghế máy bay bằng băng dính sau khi hành hung tiếp viên của Frontier Airlines bị kết án tù 60 ngày. Một người đàn ông Ohio bị trói vào ghế bằng băng dính trên chuyến bay của Frontier Airlines vào năm ngoái sau khi anh ta đã đấm và sờ soạn vào các thành viên phi hành đoàn đã bị kết án 60 ngày tù trong tuần này. Maxwell Berry, 23 tuổi, đã nhận tội vào tháng 2 tại tòa án liên bang Miami với ba tội danh hành hung. Ngoài bản án 60 ngày, anh ta còn bị phạt 2.500 đô la và chi trả hơn 1.500 đô la tiền bồi thường. Vụ việc của Berry xảy ra trên một chuyến bay của Frontier Airlines vào mùa hè năm ngoái, từ Philadelphia đến Miami. Hãng hàng không vào thời điểm đó đã xác nhận rằng một hành khách đã tiếp xúc thân thể không phù hợp với hai tiếp viên hàng không và sau đó đã hành hung một nam tiếp viên hàng không khác. Theo các trang tin tức đưa tin, vụ việc xảy ra sau khi Barry đã gọi nhiều đồ uống có cồn. Video về chuyến bay đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Một tiếp viên hàng không bị Barry tấn công đã chỉ trích bản án 60 ngày mà tòa án đã đưa ra, cho rằng thời hạn tù của Barry đã không tương xứng với những gì mà anh ta đã làm. Tính đến thứ ba, cơ quan hàng không liên bang đã xác nhận 1.311 báo cáo về hành khách có hành vi ngỗ ngược trong năm 2022. Một người phụ nữ đã sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực ở Yên Tử. Một người phụ nữ đã sống sót sau trong 7 ngày chỉ ăn cây dương sỉ, tức là cây ferns, và bới rác tìm nước thừa trong chai nhựa để uống sau khi rơi xuống vực ở Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Bà Nguyễn Thị Bích Liên, 59 tuổi, đã một mình bắt xe đi từ Hà Nội xuống Hạ Long vào ngày 27 tháng 4 để lấy thuốc. Sau đó bà đã lên yên tử đi lễ Phật tại Chùa Đồng. Trên đường đi xuống núi, bà Liên bị tụt huyết áp nên ngồi nghỉ gần lan can chùa. Lúc đứng lên đi tiếp, bà bị choáng váng và ngã xuống vực sâu khoảng 30 mét. Kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, điện thoại lại rơi mất trong lúc ngã. Bà Liên tìm cách trèo lên nhưng lại bị rơi xuống một đoạn nữa do mặt áo mưa lại có cây đỡ nên bà không bị thương trong thời gian bị rơi ở vực núi bà liên đã ăn bánh gạo và cơm cháy có sẵn trong túi đồ mang theo mỗi ngày chỉ bẻ một miếng nhỏ ăn ngoài ra bà còn ăn lá cây dương xỉ tức là cây ferns ở xung quanh nước thì bới trong rác và những chai nước bị du khách vứt xuống đến sáng thứ ba nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở phía trên bà liên kêu cứu và được cứu sống chùa đông nằm trên đỉnh cao nhất của dãy núi Yên Tử, khoảng 1068 m so với mực nước biển. Bà Liên bị rơi xuống vách núi cách chùa khoảng 50 m, nơi thường có sương mù. Một bản tin rất là đáng mừng cho bà Liên phải không quý vị? Xe tải chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Một chiếc xe tải chở dầu đã bốc cháy trên đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Khoảng trưa ngày thứ tư, một chiếc xe tải chở nhớt loại lớn đang lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ Sài Gòn về Trung Lương. Khi đến đoạn đường thuộc tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ban đầu, khi phát hiện cháy ở thân xe, tài xế đã tấp xe vào làng đường dần khẩn cấp và cố gắng dập tắt lửa nhưng mà bốc thành. Do xe tải đang chở nhớt trên xe nên nhớt đã chảy tràn xuống mặt đường khiến cho lửa càng bốc cháy dữ dội cột khói cao hàng trăm mét. Mặt khác, do xe tải nằm ngay vị trí dốc, dẫn tới nhớt cũng chạy xuống dốc hàng trăm mét. Dầu nhớt chạy tới đâu thì bốc cháy dữ dội tới đó. Nhiều xe lưu thông hướng ngược lại bị lửa cháy xém. Hỏa hoạn sau đó đã được dập tắt. Tại hiện trường, xe tải bị lửa thiêu rụi hoàn toàn hơn 200 mét mặt đường bị hư hỏng nặng. Hàng cây xanh trên dải phân cách cũng bị lửa thiêu rụi, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có diễn văn ở Washington DC và thăm San Francisco. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có diễn văn tại một viện nghiên cứu ở Washington DC và sẽ đến San Francisco trong chuyến đi dự hội nghị Hoa Kỳ ASEAN. Theo BBC News, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Trước hôm đó vào ngày 11 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đặt ở Washington DC sẽ tiếp đón Thủ tướng Việt Nam. Tại đây thì ông Phạm Minh Chính sẽ có diễn văn về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo CSIS, độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi cho Thủ tướng Việt Nam trước ngày 10 tháng 5 thông qua trang web CSIS. Cuối nói chuyện của ông Phạm Minh Chính sẽ được phát trực tiếp trên internet vào sáng ngày 17 tháng 5 thì Thủ tướng Việt Nam sẽ nói chuyện tại San Francisco trong một sự kiện do Hội Châu Á Asia Society, vùng bắc California tổ chức. Đây là một sự kiện khép kín dành cho hội viên của Asia Society, hội nghị cấp cao đặc biệt với ASEAN. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp đón lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á tại hội nghị cấp cao đặc biệt với ASEAN ngày 12 và 13 tháng 5 tại Washington DC. 10 thành viên ASEAN đều là một phần của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cùng với Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Năm 2019, giao thương hàng hóa và dịch vụ giữa Hoa Kỳ và ASEAN đạt tổng giá trị hơn 354 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020 Hoa Kỳ đã đánh dấu 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ ASEAN. Vào tháng 12 năm 2020, Tổng thống Joe Biden công bố tài liệu về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tài liệu này nói Hoa Kỳ sẽ mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Đông Nam Á và các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Chiến lược của ông Joe Biden khẳng định Chiến lược này đề ra tầm nhìn của Tổng thống Biden nhằm củng cố vững chắc hơn vị trí của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh cho cả khu vực trong quá trình đó. Trọng tâm chính của chiến lược là sự hợp tác bền vững và sáng tạo cùng với các nước đồng minh đối tác, cũng như các thể chế cả trong và ngoài khu vực. Về quan hệ Mỹ và Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tái lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995. Mối quan hệ song phương được định hướng bởi quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ Việt Nam ký kết năm 2013. Vào tháng 5 năm 2016, Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về an ninh hàng hải. Hoa Kỳ đã bàn giao các tàu tuần duyên lớp Hamilton cho Việt Nam vào năm 2017 và 2020 để giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng trưởng từ 451 triệu đô la Mỹ vào năm 1995 lên hơn 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 4 tháng 5 cho biết có thêm 3.088 ca mắc COVID-19 mới và có thêm 3 ca tử vong. Hà Nội có 705 ca mắc mới và Sài Gòn thì ghi nhận 36 ca mắc mới. Các địa phương khác có số ca mắc cao trong ngày là Phú Thọ có 268 ca, Vĩnh Phúc có 198 ca, Nghệ An có 133 ca, Quảng Ninh thì có 130 ca, Bắc Cạn có 126 ca, Yên Bái có 116 ca và Hải Dương có 114 ca. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 10.662.446 ca nhiễm với 43.047 ca tử vong. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của vàng kim trên thị trường tài chính. Hôm nay, một gia kim bằng 0,7806 Mỹ kim và bằng 0,7398 euro. Một giá kim bằng 18.046 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.988 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 108,1 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 110,6 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1901,39 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Culture Channel có các tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị chú ý đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.